Hamster, tôi mới vừa làm ngôi nhà mới cho con. Con không cần phải trốn ở trong những bụi cây lùm cỏ đây nữa. Có nhà mới rồi. Qua đây ở nè. Đi. Ủa chạy nhanh không? Chạy kìa, chạy kìa. Chạy đi con, chạy nó đi. Chạy nó đi. Chạy đi con. Đây. Khu vực này á, sau này nó sẽ mọc cây cối lên. Nó sẽ là thiên đường dành cho hamster. Đó, thiên đường của con á. Tận hưởng đi. Dân chơi hamster thứ thiệt luôn. Chùm chơi hamster. Đó. Giờ Tion sẽ làm cái khu vườn này cho mọi người hú hồn luôn nha. Tion sẽ dặm thêm đất đủ kiểu ở đây, trồng đủ loại cây cối. Đầu tiên là tôi sẽ chất gỗ ở cái khu này cái đó. À, thành một cái sân gỗ cho Ho Titi tới đây chơi nha. Rồi được rồi, đi tha gỗ về thôi.